Dạ em Vũ, xin chào toàn thể tất cả các anh em. Và như thông báo video vừa rồi thì em về được hai con bốt. Dòng bốt này bốt rất là hiếm nha các bác nha. Đấy. Và hàng này đấu giá về được hai con. Đẹp kinh công luôn, đẹp mới tinh luôn nha các bác nha. Mới long lanh luôn nha. Nhìn các bác nhìn cái mặt như thế này. Đấy, nó phải xước nha. Đấy, như thế này thì các bác biết rồi. Rất là đẹp luôn. Đấy. Tuyệt vời luôn nha các bác, săn bóng luôn nha. Rất là tuyệt vời. Con bốt BDA 2502. Dòng đáy 2 kênh. Đấy, cho tất cả bác karaoke nghe nhạc. Rồi, về được hai con, tiến được hai con. Dòng này là nó không có quạt gió nha các bác nha. Không có quạt gió nên là tất cả những cái dòng mà không có quạt gió thì tất cả bác đều nhìn thấy phía trên của những con này nó đều có một cái khe. Đấy, cái lưới để thoát hơi, tản nhiệt là bên ngoài, làm mát bên trong. Đấy. Và con này thì tuyệt đẹp. Rồi em cũng đã con này thì nó có bách vít nha em. Để các anh em coi bắt thời gian thì em đã tháo vít để sánh vào bên nhà bác nha. Đấy, ở hai bên này nó có một cái má sắt như thế này. Đấy. Đấy, em tháo ra. Tháo ra mới lấy được cái nắp ra nha bác nha. Đấy, tháo hai cái máy sắt ra nha bác nha. Rồi, nắp ra đây. Em để xuống tháo cái nắp rồi cho tất cả bác cùng xem bên trong. Rồi, một con nha bác nha. Đấy, em quay qua tháo con thứ hai luôn để tất cả bác xem được độ đẹp của hai sản phẩm nè. Ok tất cả các bác, đây là chiếc đáy của chúng ta, chiếc đáy bốt DBA BDA 2502. Đấy. Chiếc đáy này thì nó sử dụng mặt clutch D. Đấy, sử dụng là hai biến thế từ mẫu ngựa. Đấy. Hai biến thế mẫu ngựa để cung cấp điện cho hai cái ghế công suất hai bên. Dòng này thì nó không có chạy sò cho bác, xuất âm bình tụ, công suất ra bình tụ, nên là các bác nhìn clutch D thì tất cả mới biết rồi, nên là nó ra toàn là tụ không nha các bác nha. Đấy. Tất cả là tụ hết nha. Đấy. Đấy các bác. Rất đẹp. Cả một rừng tụ luôn này. Linh kiện nó là linh kiện giáo nha các bác, linh kiện này tùy tùy nha. Để các bác nhìn vào thì bảo không thấy linh kiện đâu, nhưng linh kiện nó rất là nhiều. Rất là nhiều, nó bé tí đây. Đấy. Này phải đeo kính hiển vi vào mới thấy được các bác. Đấy, rất là nhiều. Đấy. Rồi rất là ok luôn. Và hai vế cho hai bên. Hàng bên em thì chuyển về rất là đẹp các bác. Cực kỳ đẹp luôn. Ở phía trong ruộng này em chưa lau bụi nha. Đấy, chỉ mới lau sơ sơ cái mặt ngoài. Đó, quá đẹp luôn, nắp lưng này không tròi xước gì, cực kỳ là đẹp luôn các bác. Dòng này thì tất cả bác mà nghe nhạc là thì phải gọi là cực kỳ là hay rồi. Dòng này nó không có quạt gió, rất là êm, tản nhiệt ra từ các khe tản nhiệt này. Rồi ok. Đấy. Tụ rất là nhiều nha bác nha. Hai con nào cũng đẹp như nhau nha bác. Rất là ok luôn. Và em sẽ quay đằng sau để giới thiệu cho tất cả bác về cái sản phẩm bốt của chúng ta. Xuất sắc nha bác nha. Dòng này là dòng rất là hiếm bác. Vâng, đây là đằng sau của sản phẩm. Sau sản phẩm thì nó sẽ gồm đường vào là đường input là Canon cái và 6 ly, còn đường output
output nó sẽ là loa tín hiệu của cái con đái này, nó truyền ra một cái con đái khác. Đấy, là các bác có thể cắm trực tiếp từ đái này qua đái này, qua cái con đái này cũng được, hoặc là bất cứ một con đái nào khác lấy từ tín hiệu này thông qua, hoặc là thông qua con đái khác. Các bác khối cần phải là chúng ta xem qua con quang. Đấy, để chúng ta xem từ cái con này qua luôn. Đó. Chạm lo và bắp chuối và mỡ chim. Đó, đây rất nguồn cắm rời, hàng là máy in da băng nên là nó sẽ sử dụng điện là 100V. Con này có chữ kháng là 8 ohm nha các bác nha. Máy in da băng nha, điện là 100V, công suất là 260W. Đấy. Và cái công suất của con này thì ở trên này thì nhà sản xuất nó không có ghi, và em cũng đã tìm hiểu rồi trên các trang của Google thì con này có công suất ra lo là 250W trên kênh 8 ohm nha các bác, 250W trên một kênh 8 ohm. Với cái công suất này thì đánh vô từ 2 cặp lo bốt và cũng như là đánh được những cặp lo tầm bát 30-40 rồi. Đấy, có những đôi bát 40 nó chỉ có tầm 200W thôi, con này đánh được là 250W trên kênh 8 ohm. Đấy. Rồi, hàng rất là chất lượng nha bác nha, tụ là phải dày luôn, linh kiện nó khối phải bằng luôn, chất lượng hay qua tăng phô móng ngựa. Đấy, rất đẹp nha. Thì ở đây thì con này nó có một cái điểm nữa nha bác nha, em quên giới thiệu với tất cả bác này. Phía dưới này thì nó có phần cắm cho thẻ EWI card, card EWI đó bác, card rời đó. Đấy. Mà cái con này về thì nó không có cạc cho bác nha, không có cạc thì nó bằng xí như này. Các bác nào mà có cần cạc hay là muốn có cạc á để cắn vào chơi, ví dụ như các bác chơi lo lời cầm có thêm trầm thì các bác có trầm rồi các bác muốn cách giải bát đi, các bác gắn cái cạc vào, hoặc là các bác một bên các bác đánh súp, một bên các bác có đánh lo lời thì các bác gắn cái cạc tách súp vào cái kênh bên này chẳng hạn, kênh A chẳng hạn, còn cái kênh B thì các bác vẫn đánh bình thường. Đấy. Khi chúng ta gắn cặp EQ vào thì nó sẽ cắt cái đi là cái dây bass nha các bác nha, cắt cái dây trầm đi. Đấy. Chứ còn là dây trung dây chép nó hỗ trợ cái dây trung dây chép nâng cái dây trung dây chép lên. Đấy. Và nó cắt cái dây trầm đi. Đó là cái EQ cặp. Cái con này thì tích hợp cả hai kênh. Đấy, nhưng mà cái con này về thì nó không có nha các bác nha, không có EQ card đó. Đấy. Thì tất cả các bác muốn có những cái đó thì alo nha. Đấy. Rồi. Và em báo giá luôn cho tất cả các bác nha. Thì hai con này đẹp long lanh đen keng luôn. Mới tinh nha các bác. Hai con này có giá là 10 triệu một con nha các bác nha. 10 triệu một con, giá bên em đã bao ship và tặng kèm theo dây rách cho tất cả các bác nha. Đấy, bút BDA 2502 nha. Đấy. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau nha. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm thì tất cả các bác liên hệ có không qua số điện thoại trên tấm biểu màn hình nha. Em xin chào và hẹn gặp lại.